chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trời bên tiểu bang của Mai nó nóng quá cả nhà. Ơi nó nóng dã man nóng luôn nên thành ra là Mai sẽ đi mua trà sữa uống cả nhà ơi. Mai làm bộ lý sự vậy thôi chứ thật ra trời nóng trời lạnh gì Mai cũng uống trà sữa hết. Nhưng mà bây giờ Mai thèm trà sữa rồi nên Mai sẽ đi mua trà sữa uống ha cô chú anh chị. Mời cả nhà đi mua trà sữa uống chung với Mai. Chết rồi, Mai thấy cái cây của Mai như nó héo quá hay sao, để Mai ra Mai coi. Hai cái chậu hoa này nó héo quá rồi, để Mai đi vô Mai lấy cho nó một cái nước. Yes. Ông xã Mai muốn đổi chỗ đậu xe. Cái xe của Mai á là xe Bentley, nó đi thay nhớt rồi cô chú anh chị. Nên là bây giờ là Mai sẽ đậu qua chỗ này, cái chỗ của xe Bentley, còn ông xã Mai sẽ đậu xe qua bên kia. Đây, hôm nay thì mình sẽ đi uống trà sữa cô chú anh chị. Xíu muội là rồi đi theo nè. Xíu muội nói đợi con chút con đi nữa. Nói con. Con muốn mua gì? Okay. I asked her what she want to drink. It's okay. Oreo, right? No. No? Con đổi này hả? Xíu muội nó đòi gỡ môi ra cho chú anh chị ha. Good. Khổ chưa? Right now. What are you doing before? I need my foot on the brake. You have to have a foot on the brake when you want to open the roof. Okay. Tại vì ông xã Mai này ông không có đạp vô thắng nên thành ra là không có mở mui xuống. Mình phải đạp vô thắng thì nó mới mở mui xuống nha. Ok, lên. Go. Đẹp cả nhà ha. Cánh đồng nè. Xíu muội là nó bắt là phải dỡ mui xuống vậy nè cô chú anh chị. Không phải là nó bắt nhưng mà nó muốn dỡ mui xuống. Chứ còn con mình mà sao bắt được mình không bắt nó thôi. Lâu lâu thì mà vợ chồng con cái đi ra đường đi chơi về cũng vui cô chú anh chị ha. Ngân thì nó không muốn đi nhưng mà xíu muội thì nó đi chung với vợ chồng Mai. Thiệt khổ ha. Giờ lớn tuổi rồi cái quá trình mà trao đổi chất cái giải phóng năng lượng á nó khó lắm. Thật ra mình ăn nhiều là mình sẽ mập lắm. Mình phải ăn ít lại. Đẹp quá, ngày nắng đẹp quá. Mà hôm nay trời rất là nóng luôn. Today do you like my car? No. Mày hỏi ông không có thích xe của Mai không? Ông nói không. Không, thật ra ông xã Mai thích xe này của Mai lắm nha. Có xe cũng vui vui. Chứ mỗi sao vậy? Tóc tay bị bay hả? Her hair go everywhere. She still enjoy it, right? Nhưng mà vẫn thích nha cô chú anh chị. Mai thì Mai mà đi xe này là Mai biết là phải cột tóc lên rồi đó. Tại vì mà không cột tóc lên là nó bay lạng xả đó. Ôi da. Ở mấy ngôi nhà cũng dễ thương cô chú anh chị ha. Mai thì thích đi ngắm đường, ngắm phố, ngắm cảnh vậy lắm. Như là cả một ngày dài ở nhà rồi là buổi chiều là Mai hay thích cơm xã Mai chở đi vòng vòng vậy, một vòng thì cũng thấy vui vậy nha. Ông xã Mai mới nói đi vậy giống như đi dạo vậy đó, tại vì ông xã Mai thì không có chịu đi dạo trời nắng vậy. Ông nói là nắng lắm không có đi dạo đâu, tại vì sợ bị sỏi thận lắm, bị mất nước là bị sỏi thận đó cô chú anh chị. Ông bị sỏi thận một lần rồi nên ông sợ lắm, ông nói đau dữ lắm. Đây cô chú anh chị, ông xã Mai nói cái xe này là nó tự lái được ha. Ông xã Mai đang xếp cái tự lái với lại cái cruise control. Là nó tự chạy xe luôn nhưng mà mình vẫn phải để cái tay trên cái vô lăng nha. Nếu mà mình dở ra lâu quá là nó sẽ báo cho mình là mình phải để tay lại. Xe này là đang tự lái luôn, nó đang tự chạy cô chú anh chị. Ông xã Mai chỉ để hờ cái tay vô thôi đó. Ready? Uh-huh. Let's see. Nó tự chạy của chú chị ơi. Nó tự chạy trong làn đường của nó luôn nha. Really? Yeah, look, I'm just barely touching. Yes, I see that. I can do something else and watch a movie. Đó, ông xã Mai là chỉ đụng vô cái tay thôi ha. Còn nhưng mà mình phải đụng kêu đó, nếu mà mình không đụng vô đó là nó sẽ báo cái đỏ của chú chị. Còn nó tự quẹo, tự chạy, tự tốc độ. Just hit it again. Yeah.
Đó, các chú nhìn thấy không? Nó tự chạy ha. Và theo cái tốc độ mình set là 40 km/h. Nếu mà phía trước mặt mình có cái xe gần á mà thì nó sẽ tự thắng luôn. Khi mà cái xe đó mà chướng ngại vật nó đi rồi thì xe nó tự tăng tốc ha. Tự tăng tốc giữ lại. Okay. And it's also the heads up display too. Yep. Xe này là tự lái có giống gì. Mai thì không có sử dụng được mấy cái chức năng này đâu, ông xã Mai sử dụng thôi. Các bạn sẽ hội và ngủ rồi cô chú chị. Nó chạy có chút xíu, sleeping. Already? Yes. Mới chạy có chút xíu và ngủ mất tiêu rồi cô chú chị. I see it by yourself or you see it? I did it too. You did? Take your hand off. Okay. Take it off now. Đó, cô chú chị thấy không? Nếu ông xã Mai là bỏ tay ra rồi. Là nó tự chạy nha. Nhưng mà một chút xíu là nó sẽ báo, nó sẽ báo cái đèn là phải cầm dịch vô. Yeah, thấy chưa? Đó, lần đầu. Đó, lần đầu là trải nghiệm chức năng tự lái của Mercedes của chú chị ha. Chính chị cảnh sát đang xe này bị cảnh sát khỏi quay đèn. Okay, can you hear me now? Yeah. Okay. So open that up. Này, không ngờ là cái xe này nó tự lái được cô chú chị ha. Đây, Mai cũng biết là nó tự lái được nhưng mà lần đầu tiên mà Mai trải nghiệm cái cảm giác mà tự lái của cái xe này luôn đó nha. Mai không có lái nhưng mà ông xã Mai lái, ông xã Mai cũng khoái đó. Can you drive by yourself? Mai ghẹo ông ấy hỏi, xe của anh có tự lái được không? Ghét em. Giống như con nít nó vô cho vậy cho nó sự ganh tị ha. Trời ơi. Which kind of cooler? Hãy hỏi với xe nào nó đã hơn, cảm thấy xe này đã thiệt đó chứ. Đó, trời hôm nay nắng chói chang luôn, không có một chút gọi là mưa gì hết. Then your sister too. Đây ba mẹ con đi uống trà sữa hết 21 đồng cô chú anh chị ha. 21 đồng. Cái thành phố cái town này đẹp nè cô chú anh chị. Đã xíu muội nó tỉnh dậy rồi đó. Tới rồi. Wow, trời ơi, cái cô bé này của xăm mình. Trời ơi. Bà xăm mình, bà xăm kính, gọi là xăm bít lưng á, cô chú chị, xăm kính lưng, 15 minutes. I'm parking under the tree, honey. Why? Just 15 minutes? I'm parking here, I'm gonna park under the tree. So don't poop on us. Ông xã Mai cứ sợ mà đậu dưới cái cây á, cô chú chị, là bị chim nó ị. Thì chim nó hay đứng trên cây á. Đây, Mai đi xuống ha. Đó, hai cha con nó là làng ui ui ui. Lấy trà sữa cả nhà. Khương Phu. Không biết là xăm chưa nữa. Good, yes, please. Oh, xong rồi, thank you so much, have a good day. Yeah. Hôm nay Mai order thêm cái đậu đỏ trong cái trà của Mai, không biết có ngon hơn hay không. Mai uống thử coi sao cô chú anh chị ha. Đó, 3 phần. Trời, mấy đứa này nó chơi với mấy cái ván trượt á. Thôi, đi về thôi cả nhà ơi. Let's go. Con gái mày nó hỏi đây là New Hope phải không? Ông xã mày nói không, Doi Town. Nó kêu là same thing, nó kêu là giống nhau thôi. A lot of gay people. Sorry about that. It's okay. New Hope, ở New Hope thì rất là nhiều cộng đồng LGBT của chú anh chị ha. Tại không biết sao nơi đó chỉ là thân thiện với LGBT á. Mình ông xã mày cái đợt mà ghẹo á là nói đợi ổng với lại chồng ở chơi đà. Đợi ổng đi với ổng với dòng chị đà mà đi chung với nhau á là nhìn sẽ giống như là tưởng là bị LGBT á cả nhà. Em Mai đang hỏi ông xã Mai chỉ cho Mai cái cách để làm cho nó xe tự lái. Put the person there. Yeah, see. Bấm chỗ, chỗ đó. Ờ so trên cái dash nó có hiện cái chỗ chữ lên ha. Đó nó hiện cái này. Ông xã Mai sẽ chỉ cho Mai set cái đó sau cô chú anh chị ha. Để qua khỏi cái chỗ mà nhà cửa này. Push this button to set it. It's at 15 now. Mm. Okay, we're on Super Cruise. No, it doesn't see any lines of the road, so it won't work.
Okay. It only, now we're just regular cruise control because it doesn't see. See the green car is not lit up between the two lines? Mm-hmm. It means it doesn't see the road. Mm. This is no lines. Mm. Okay. Eyes can't see a border. Okay. No good. Có nghĩa là cái đường này nó phải là có hai cái làn đường của chúng chị thì nó mới tự lái được ha. Chứ mà cái đường cái làn không có hai cái làn đường là nó sẽ không có tự lái, nó không có xét cái tự lái được của chúng chị. Đợi một chút xíu qua tới cái khúc mà có cái làn đường cái đã. Đây giống như mà đây nè, có cái làn đường như vậy nè thì nó sẽ tự lái được ha. Chứ còn mà không có làn đường là nó không tự lái được đâu. Nó phải có cái gì để nó thấy. How you turn on the hands free? This one turns on everything, okay? Uh-huh. Yeah, it sees the lines. See the yellow line? Uh-huh. It sees the white line? Uh-huh. So it means, here we go. You should go 30 to 45. Mm. Mine's going to 45. I can reduce it. Yeah. I think it knows the speed limit. Really? Yeah. Có nghĩa là cái xe này nó tự đọc được bảng số luôn của chính chị. Nếu mà mình bấm cái mà tự lái lên đó là nó sẽ chạy theo cái tốc độ to cho phép đó của chính chị ha. Xong rồi là nó tự xét lên cái tốc độ đó luôn. Wow, cũng thông minh quá ha. That's a cruise control. Mm. I can touch anything. See if it slows down the red light. Okay. The back of this other car. Ông xã mày nói bây giờ ông xã mày sẽ không có làm cái gì hết để thử coi nó có tự dừng lại khi mà thấy cái đèn đỏ không nha. Để thử coi. No, right? I think I have to increase the speed here. The distance between two cars. Yeah, it's better. I had it like too close. Mm. Yeah. Okay. Là mình có set cái khoảng cách giữa hai chiếc xe luôn cô chú anh chị. Đó, thì nó sẽ tự động tới khi mà tới đèn đỏ hoặc là tới chiếc xe này nó sẽ tự động nó giảm tốc độ, nó dừng lại. Okay, let's see what happens. Ready? You don't have to put or you have to put it? It's not on right now. There's no green. No push resume. Mm. Okay, I'm not touching anything now. Mm. And it's speeding us up to 40 miles an hour. Có nghĩa là khi mà nó dừng lại rồi thì nó sẽ mình phải để lại, mình phải bấm lại cái nút reset. So it's not going to go all the way to 40. The green says 40. Uh-huh. It's set to 40. But it sees a car in front of us, so it won't go to 40. Okay. So now that car is going faster. Yeah. Nghĩa là nó sẽ chạy theo cái khoảng cách phía trước, xe trước nữa cô chú chị. Wow. Thông minh quá ha, nó không bao giờ, mình đã xếp tới 40 dặm trên giờ. Nên là nó sẽ không bao giờ mà chạy nhanh hơn 40 dặm trên giờ đâu, tới 40 dặm trên giờ thôi. Nhưng mà cái xe trước mình nó gần quá là, cái xe của mình trước đó mà nó chạy không được 40 dặm trên giờ đó, chạy 35 thôi thì xe này nó cũng sẽ chậm lại ha. Nó giữ cái khoảng cách đó, nghĩa là tự lái luôn. Rất là thông minh ha. Đó, ông xã mới nói là bây giờ nó đang tự lái đó cô chú anh chị. Nó đang set là 40 dặm trên giờ ha. Và nó tự bẻ lái, tự chạy luôn. Nó sẽ chạy theo đường thẳng như vậy. Honey, we have no destination on the navigation, you know? No, if we have the destination on the navigation, do they take the way to the house or no? Should we try it? Yeah, should try it. Let's try it. Mày hỏi là bây giờ mình không có để cái điểm đến ha. Nhưng mà nếu mà mình để cái điểm đến. Đây bây giờ Mai đã set cái navigation rồi để thử cái xe này nó có tự chạy về nhà không cô chú chị. Nó có thử biết tự quẹo không ha? Ổng đi theo cái đường khác cơ chứ gì? Let me resume. Why you turn it on? When you touch the brake pedal, it shuts it off. All right, let's see. Turn it on, please. Turn what on? Okay, good. Để mày coi thử coi bây giờ mình thử nghiệm cái xe này nó có tự chạy về được đến cái điểm đến không? Nó không xả mai mà tháo mà bỏ cái tay ra là nó sẽ báo đèn đỏ là phải bỏ cái tay lại vô trong cái volume cái này vô lăng cô chú anh chị. Trời ơi, volume vô lăng. Bây giờ là mai có để cái địa chỉ rồi đó. Thử
thử coi xe này nó thông minh đến cỡ nào của chú anh chị. Hai vợ chồng Mai cũng đang rất là tò mò ha. Không biết là cái video này á, khi mà gió của chú anh chị ha, nó cô chú anh chị có nghe rõ không? Khi mà ông xã Mai gỡ cái tay ra một thời gian lâu á, cô chú chị ha, bỏ tay ra là nó sẽ báo ha, phải đụng tay vô. Cũng giống như Tesla vậy thôi. Tại vì Tesla nếu mà mình cũng không được bỏ tay ra ha. Mặc dù chức năng lái của nó, yes. You have to touch the volant too, the wheel too. You cannot take the hand out that, even the Tesla. Đây, bây giờ ông xã Mai sẽ thử không có ấy. Mai nói ông xã là không có được chạy luôn. Không được chạy luôn để thử coi nó có quẹo hay không. Ông nói ông rất là đáng sợ. Bỏ tay ra. Is it tilted by itself, right? Uh-huh. Yeah, có nghĩa là nếu mà không có đụng vô cái vô lăng là nó sẽ bị báo đèn đỏ. Nhưng mà nó vẫn tự quẹo của chính chị ha, nó tự quẹo. Yeah, good. Ông chỉ để hờ cái tay thôi đó của chính chị mà nó tự chạy ha. Quá trời thông minh luôn thiệt á, để coi tới khúc quẹo này nó có tự quẹo không. Let's see she turn or she doesn't turn, okay? Let's see it. She make the right turn or she goes straight, okay? I don't know. Understand what I mean? She go for the navigation and all. You know, she follow the... Let's see. Why not? I want to know. Is it work or is it not work, you know? I don't think that's legal. Excuse me. Thank you. Mai thì Mai nói là Mai muốn biết thử coi nó có đi theo cái định vị trên xe mình đã để địa chỉ rồi đó, nó có đi theo cái bản đồ của mình không. Ông xã Mai thì nói là nghĩ là nó không đi. Nhưng mà Mai thì Mai rất là muốn coi thử coi có đi hay không. No, right here. I want to see she turn left or no. Where? Here? Even right here too. I see that how does she work. Ở đây. Mai rất là muốn coi cái khúc này nè, khúc quẹo này, thử coi là cái xe nó có quẹo hay không cô chú chị ha. Rất là muốn, rất là tò mò luôn. Đây mời cả nhà chuẩn bị coi thử coi nha. Sắp tới khúc đó rồi đó. Xe này nó đang chạy luôn, thấy không? Nó đang quẹo đó. Nó tự quẹo. Ông xã Mai thì rất là run. Oh boy. Ông sợ cô chú chị, ông sợ là cái xe nó không có quẹo. Tại vì nó vẫn chạy tốc độ rất là cao ha. 40 km/h. She do it by herself, right? Wow, good job. But she did it by herself. Oh, you have to help. No, she's doing it. Oh, you have to help her. She's doing it. She doing that? You didn't do it all. Okay. Yeah. Ông xã Mai thì không có điều chỉnh gì tay lái đâu nha. Mai hỏi chắc lại luôn á. Nhưng mà ông xã Mai thì nói là rất là sợ của chính chị nha. She slowing down. Wow, nó tự giảm tốc độ luôn của chính chị. Yeah. Wow. She do it by herself. No, don't turn it. It's a stop sign. I push resume. Why you? She's not turning. She's not turning. Okay. Vậy là mới biết rồi cô chú chị, là nó không có đi theo đường này được, nó chỉ đi theo cái đường thẳng thôi. Right? So just go straight. Yeah. Uh-huh. Đó. Or change lanes. Có nghĩa là mình có thể đổi cái làn đường để mình có thể đi thẳng theo cái lane của nó thôi, chứ còn mình không có đi theo cái bản đồ của mình để trước ha, mình đặt trước không được. Đó, cô chú chị thấy không, cái đường cong như thế này là nó tự bẻ lái luôn đó. Ông xã Mai không hề bẻ lái. Ông xã Mai nói là công nhận cái xe này nó là tài xế tốt. No, she doesn't know. But she knows the speed limit dropped to 35. Uh-huh. So she dropped the speed down to 35. Uh-huh. Nhưng mà ông xã Mai nói thì cái xe này nó không có biết cái ổ gà, thành ra là nó cũng chạy bang 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 vậy đó. Chỉ có điều là nó sẽ đọc được
cái tốc độ giới hạn của chúng chị thì nó khi mà cái tốc độ giới hạn nó hạ xuống thì xe nó tự hạ xuống ha. She didn't know that. Yeah, if there's a hole in there, she just goes. She doesn't look at the bottle. It's too much. It's too much for her. Hồi sáng mày nói là cái xe này nó thông minh nhưng mà 16-year-old driver. Nó chưa thông minh đến mức độ mà nó tránh được ổ gà, ổ chuột. Nó chỉ là khoảng 16 tuổi thôi là nó cứ thẳng nó đâm ổ gà, ổ chuột vậy, nó cứ đâm thẳng thôi cô chú chị ha. She's a bad driver. She's okay, she's like a 16-year-old. Mày nói vậy là con nhỏ cái xe này nó là tài xế tại rồi. Hồi sáng mày nói không, nó ok, nó giống như là tuổi teenager chạy xe đó cô chú chị ha. You like it? You still like it? Are you like 16 years old? I think on the highway it would be great. Uh-huh. On a long trip. Uh-huh. With no room for luggage, it would be great. Ông xã mày nói là nếu mà mình chạy xe này mà trên đường cao tốc thì chắc là sẽ tốt, tại vì sẽ đỡ công mà mình đạp tới đạp lui đạp thắng chứ gì ha. Trên đường cao tốc thì mình chạy thẳng một đoạn đường rất là dài thì nó đỡ công cho tài xế. Vậy thôi, chứ còn nếu mà những cái đường local này hả? Mình quẹo. Yes, mình quẹo. Let's see how does it work. Let's see it. No. Yeah, ông xã mày lại bật nó lên rồi đó. Ui. Really? I don't know. I didn't give it a chance. Có nghĩa là ông sợ quá, ông quẹo, ông quẹo ra, ông không dám để cho nó tự lái. Nói chung là cái chức năng tự lái này thì cũng thử nghiệm thôi, mình cũng chạy thử thôi cô chú anh chị, chứ mình đừng có mà y quá ha. Nha, tại vì cũng có nhiều cái vụ tai nạn giao thông mà chết người ở trên cao tốc đối với xe Tesla đó, là khi mà set up cái lái tự động xong rồi ngồi chơi game á cô chú anh chị. Nên là mình cẩn thận ha, mình chạy thử cho vui thôi chứ cũng đừng có tin tưởng quá, máy móc thì cũng không thể nào mà bằng con người được đâu. You do that by yourself. You never know when she's gonna see both. Có nghĩa là nó cái xe này phải thấy được cả hai cái đường hai bên, hai cái làn đường hai bên thì nó mới quẹo, nó mới chạy được cô chú anh chị. Chứ mà nó mà bị che khuất là nó sẽ không có hoạt động ha. Nên là mình chạy xe mình cũng phải cẩn thận nha cả nhà. Rồi. Vậy cũng ok nhưng mà cũng không có quá gọi là đi gớm. Đó, cái khúc mà đường hai bên này là rõ nét này cô chú chị, thì nó chạy rất là tốt ha. Nhưng mà một cái làn đường mà bị mất đi á là nó sẽ bị mất phương hướng, là nó sẽ không chạy được cô chú chị. Nghĩa là thông minh nhưng mà cũng không quá thông minh. Cái đường này thì nó chạy ok. Ông xã mày cần á, ông xã mày không có chạy xe nè. She doesn't cancel. Đó. Let's see, she turn or she don't turn. No, she just goes straight, my god. She doesn't know the destination. She knows, but she doesn't follow the route. Yeah. Nghĩa là không thể nào mà quẹo này nọ được đâu cô chú anh chị, mình chỉ chạy thẳng được thôi ha. Và những cái đường mà cỡ như thế này mà không có làn đường là nó chịu thua cô chú anh chị. Lái tự động thì ra là lái tự. No, it's okay. Lean over. Show them the heads up display. We cannot see it. I saw it. You can. Here. No, cannot see it. I'll show you. It. Come here. Give it to me. Give it to me quick. No, you I'll cannot see. I'll give it to you. Just come on. Yeah. See that? See it? You see it. Okay? You do see it. Especially in the shade. Okay, there you go. You see it. Heads up display. Yeah, heads up display. On to. On to. Đó, lúc nãy là ông xã Mai chỉ cho mọi người coi là phía trước á, là cái kiến xe của Mai á, là nó có cái đèn LED cho nên nó hiện lên là tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu và tốc độ mình đang chạy là bao nhiêu. Rồi đó, nó hiện lên ha. Cô chú chị thấy rõ cái đèn đó trước kiến của Mai không? Dạ, yeah, đèn này là họ cái đường này là không chạy xe được nè cô chú chị, không có tự lái được đâu tại không có làn đường ha. Đó, vậy là Mai đã về đến nhà rồi cô chú chị. 19,9 dặm cho 1 gallon ha. Đây là cái gì ta, cái tiêu hao nhiên liệu của xe Mai đó. Mai sẽ để đóng cái mui xe lại, tại vì mình mà mở ra nó dơ lắm. Mai thì Mai không thích xe dơ ha. Cho sữa về rồi.
để Mai uống thử cái loại mới có đậu đỏ này coi như thế nào ha. Cũng là trà sữa công phu thôi nhưng mà cùng một loại, nhưng mà Mai để cái topping lần này là có đậu đỏ ha. Ừ. What do you say? Okay, you're welcome. Hai đứa nó rất là vui, hai đứa nó cũng ghiền trà sữa giống như mẹ nó vậy đó. Mai để đậu đỏ với lại mango. Trời ơi, cái ống hút nãy Mai làm cho nó bị gãy á, bây giờ hút nó khó lên quá. Cũng ngon cả nha. Đó, Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với vợ chồng Mai đi mua trà sữa ngày hôm nay và trải nghiệm cái hệ thống tự lái của xe Mercedes ha. Thì Mai cũng có xem một số video về hệ thống tự lái của Tesla thì hình như là nó cũng tương tự với Mercedes của chúng chị. Nó chỉ lái được ở trên những cái con đường thẳng và nó lái được ở những cái đường mà nó có làn đường rõ ràng ha. Chứ còn những cái đường mà không có làn đường rõ ràng thì nó sẽ không có lái được. Và nó cũng không có tự biết cái điểm đến như là quẹo trái, quẹo phải mà chỉ có thể sang làn đường thôi cả nhà ha. Thì Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hy vọng cả nhà yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.